lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Mình là cái liên tổng này này. Trên tận 26 mẹ cũng rồi. Mình học kỳ liên tục. Hình như là giết 4 thằng sau thằng kia lại ra lại mega kill liên tục cái sao. Cứ đang muốn thằng sau thằng kia lại ra thằng xong thằng kia lại hồi sinh lại ra thì thành mega kill liên tục cái thứ. Để mega kill. À không nó cứ nó à, một lúc mega kill liên tục. Đừng là ngừng một lúc là thôi. Mega kill liên tục. Bình thường một game người ta bao nhiêu một mấy lần mega kill. Này phá kỷ lục vậy. Mega kill.
Như vậy video của mình kết thúc đây các bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô mò, những bức tranh, bức vẽ tô mò sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò cho các bạn. Như vậy video của mình
như vậy.